Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía nam, tồn tại một ngôi làng đặc biệt. Ở đó có những người vẫn ngày đêm thổi hồn cho những lá cờ Tổ quốc. Mỗi dịp Tết đến hay là những ngày lễ lớn của dân tộc, người làng Từ Vân lại tất bật sản xuất ra những lá cờ đỏ sao vàng để từ đây sẽ tung bay trên khắp các nẻo đường của Việt Nam. Theo các cụ cao niên trong làng, tháng 8 năm 1945, trước thời khắc lịch sử chuẩn bị cho cách mạng tháng 8, Ủy ban Kháng chiến đã kêu gọi các nghệ nhân trong làng theo cờ Tổ quốc chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ở thời khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là thời điểm hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng của làng Từ Vân tung bay trên quảng trường Ba Đình. Nghề làm cờ Tổ quốc của làng Từ Vân cũng được ra đời từ đó. Những ngày này, trên khắp các nẻo đường tuyến phố của cả nước, những lá cờ Tổ quốc tung bay để chào đón ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Để có thể làm ra mỗi lá cờ Tổ quốc, những người thợ ở làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, ngày đêm cần mẫn bằng đôi bàn tay khéo léo cho ra những sản phẩm đẹp nhất. Lá cờ ngay từ lúc cắt vải và in ngôi sao cần phải chính xác đến từng ly. Với mọi kích thước, tâm của ngôi sao luôn nằm chính giữa nền đỏ. Cờ theo tay rất khó, không được chồng chéo chỉ lên nhau, chỉ được giải một lớp và tách được 5 cánh sao tách biệt và có được độ bóng. Trải qua 4 thế hệ làm nghề may cờ Tổ quốc, mỗi năm gia đình anh Nguyễn Văn Phục xuất ra thị trường hàng trăm nghìn lá cờ. Mình phải chọn màu sắc này, về lá cờ này, xong rồi các cái đường chỉ này, các lá cờ góc cạnh nó phải vuông vắn, các ngôi sao nó phải gọn gàng thẳng, các cái chi tiết của cái lá cờ mình phải làm sao nó sắc nét, những người thợ phải làm cho nó đẹp. Hình ảnh lá quốc kỳ cũng in sâu vào tâm trí chị Vân Anh từ nhỏ. Hàng ngày chị vẫn tỉ mẩn với những mũi thêu đều tăm tắp, để những lá cờ thiêng liêng ấy được làm ra đẹp hơn, như một cách thể hiện tình yêu, lòng tự hào với Tổ quốc. Tình yêu ấy còn được truyền cho các em nhỏ tại làng, khiến các em cảm thấy tự hào vì được tự tay làm ra lá cờ thiêng liêng. Đi ngoài đường em thấy những cái lá cờ mình thêu và người ta treo ngoài đường nên em rất thích ạ. Tại vì mình thêu được những cái lá cờ Tổ quốc ạ. Cờ Tổ quốc cũng là một biểu tượng của đất nước Việt Nam, nên là cũng gắn liền với lịch sử của dân tộc, nên tôi muốn gìn giữ và tôi cảm thấy rất là tự hào khi là một người có thể là phát triển nghề cờ Tổ quốc này. Tôi không ngừng học hỏi và đúc kết nhiều kinh nghiệm trong quá trình vừa học vừa làm. Mình là người trẻ thì mình muốn tìm hiểu và muốn áp dụng những cái hiện đại máy móc kết hợp với truyền thống để sản xuất ra thật nhiều lá cờ để treo khắp đất nước Việt Nam. Những lá cờ của những người thợ Từ Vân vẫn bền bỉ óng đẹp theo thời gian, tung bay trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là niềm tự hào và cũng chính là niềm tin nghề may cờ Tổ quốc của làng Từ Vân sẽ tồn tại mãi với thời gian.